Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập số 4 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập số 4 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ Phương lại nhanh chóng đi tới phía Tô Kiều Kiều. Hắn liếm liếm bờ môi, bộ mặt dữ tợn lên tiếng: Vẫn là thiếu gia hiểu ta nhất mà, biết ta thích giết nữ nhân nhất. Ta yêu nhất chính là đoạn từng khớp xương trên người các nàng, nghe thành ngầm kêu gào thống khổ của các nàng, sau đó nhẹ nhàng bóp nát cái cổ trắng nõn mềm kia. Tô Kiều Kiều không khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên bóng người chợt lóe, bóng dáng cao lớn của Diệp Húc che chắn trước mặt của nàng. Chỉ nghe thấy thiếu niên cũng không quay đầu lại mà thản nhiên nói: Có ta ở đây, ai dám động đến nàng đây? Thiếu gia. Tô Kiều Kiều đôi mắt hơi đỏ, lặng lẽ lùi ra sau mấy bước, trong lòng có cảm giác vô cùng xúc động. Trong lòng âm thầm thề rằng: Nhất định phải luyện võ công cho tốt, ta nhất định phải luyện võ công cho thật tốt kìa. Không cần thiếu gia bảo hộ, ngược lại có thể bảo vệ thiếu gia. Một phế vật còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Phương Đồng nhanh chóng đi tới phương hướng của Diệp Húc. Tuổi của hắn cùng Diệp Húc sấp xỉ nhau, dáng người cũng không phải cao lớn khôi ngô, nhưng mỗi bước đi của hắn hạ xuống, mặt đất ven sông này lưu lại một dấu chân gần 3 tấc. Một cỗ khí thế làm cho người ta phải hoảng sợ từ trong người hắn bùng nổ. Đi tới ngoài một trượng, Phương Đồng điểm nhẹ mũi chân, dường như một con chim lớn đánh tới Diệp Húc vậy. Hắn nhe răng cười độc ác: Diệp thiếu bảo, xem ngươi hay là ta không biết gì đây. Ngươi tu vi đã mất hết rồi, biến thành phế vật thật sự rồi. Kiều Kiều, ngươi về mã trường trước đi. Diệp Húc huy tay áo hất Tô Kiều Kiều ra ngoài ba trượng, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào Phương Đồng. Hắn vẫn bình thản lên tiếng dục Kiều Kiều đi về. Tô Kiều Kiều không nói một lời, xoay người chạy thẳng về phía mã trường. Nàng mặc dù có tâm lưu lại, thế nhưng trong lòng cũng biết mình ở lại không phải giúp đỡ Diệp Húc mà chính là trói buộc hắn. Nếu ở đây mà vững tay vững chân, chi bằng chạy về mã trường kiếm viện binh còn hơn. Phương Đồng quát lớn một tiếng, chân khí của hắn dũng mãnh mãnh liệt tràn vào trong bàn tay to. Trong khoảnh khắc, bàn tay lớn mấy lần, giống như cái quạt hương bồ vậy. Lòng bàn tay đỏ tươi, dường như có thể nhỏ máu xuống tới nơi vậy. Phương gia tuyệt học Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công. Phương gia Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công cũng là một loại tâm pháp cương mãnh bá đạo vô cùng. Nó cùng với Chu gia Hậu Thổ Bá Thể Thần Công và Diệp gia Thương Minh Luyện Thể Quyết, Huyền Minh Chân Khí đều là những tâm pháp nổi danh. Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công chân khí mãnh liệt như hỏa, Hậu Thổ Bá Thể Thần Công chân khí nặng như núi, Thương Minh Luyện Thể Quyết chân khí phong phú, mà Huyền Minh chân khí xếp hạng thứ tư. Tuy rằng không bằng ba loại trước, nhưng tâm pháp này âm nhu quỷ dị. Bốn loại võ học này phân biệt đối với hỏa địa phong thủy là võ đạo tâm pháp cao nhất của tam đại vu hoang thế gia. Nhìn thanh thế của Phương Đồng, Diệp Húc lập tức biết thương thế của hắn chẳng những đã khỏi hẳn, thậm chí còn có tinh tiến, đem Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh cao, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới lục trọng. Mà Diệp Húc mấy ngày nay tuy rằng cần tu khổ luyện, tu vi tiến bộ thần tốc, đã đem Thương Minh Luyện Thể Quyết luyện tới cảnh giới tứ trọng. Đan điền ẩn chứa gần trăm đóa Thương Minh chân khí, nhưng dù sao thời gian quá ngắn nên vẫn yếu hơn một chút. Cùng lúc đó, Phương Lệ cũng mở ra cước bộ bắn nhanh tới, thân pháp thì quỷ dị, giống như một con cá trạch màu xanh vậy. Hắn không chút lưu thủ, mơ hồ tính toán lách qua Diệp Húc mà đuổi theo giết chết Tô Kiều Kiều. Phương Lệ xuất thân từ nô tài của Phương gia, tu luyện võ học kém xa với Cửu Dương Liệt Diễm Thần Công, nhưng thắng ở tu vi thâm hậu, thực lực không kém hơn Phương Đồng chút nào. Bước chân của hắn chậm một chút, nhưng tới trước mặt Diệp Húc còn sớm hơn cả Phương Đồng. Hắn nghiêng người trượt đi một cái, lướt qua bên người Diệp Húc, trong mắt lộ ra hào quang hưng phấn, vươn bàn tay to chụp về phía Kiều Kiều. Đột nhiên hắn cảm giác được
một cỗ hơi thở nguy hiểm từ bên cạnh người truyền tới. Hắn hoảng hốt nhìn lại, dường như có một con đại xà kim lân cuốn lấy cá trạch màu xanh như hắn. Diệp gia, kim xà trên ti thủy. Phương Lệ trong lòng hoảng hốt, hắn tu luyện chính là hắc đàm nê thu công, có nghĩa cá trạch đầm đen, lấy thân pháp giả hoạt chứ danh. Mặc dù đối với đối thủ hơn vài cảnh giới cũng đừng mơ tưởng mà bắt được hắn, nhưng Diệp gia kim xà thiên ti thủy này lại là thiên địch của hắc đàm nê thu công. Nê thu công mạnh ở thân pháp linh hoạt, trên ti thủy lại cuốn ở phía trước, không có nơi dùng võ, chỉ có thể bị cuốn lấy thật chặt, cuối cùng bị kim xà cắn nuốt. Kim xà triền ti thủy trong tay Diệp Húc phát huy ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hai tay của hắn giống như hai con kim lân xà, dễ dàng vây khốn Phương Lệ. Mặc dù thân pháp của hắn biến ảo như thế nào, thủy chung cũng không trốn thoát được phạm vi bao phủ của triền ti thủy. Phương Lệ có không gian xê dịch ngày càng nhỏ, không khỏi giống giận liên tục. Nếu như bị kim xà triền ti thủy bao phủ phạm vi tới cực hạn, đó chính là lúc tử kỳ của hắn đã tới. Tiểu tử này không phải tu vi bị phế biến thành phế vật rồi sao? Nhưng sao vẫn lợi hại như vậy? Phương Lệ lòng khiếp sợ không hiểu. Chính lúc này, đại thủ ấn màu máu của Phương Đồng đã tới đỉnh đầu của Diệp Húc. Trưởng ấn hạ xuống, chấn động không khí, không ngờ phát ra tiếng lôi âm lanh cách, lanh cách. Diệp Húc đột nhiên trở bàn tay phải, kim lân đại xà đột nhiên biến thành từng trích thanh điệp, hướng tới đại thủ ấn màu máu nghênh đón. Đại thiên diệp thú! Bàn tay của hai người tương giao, chỉ thấy những trích thanh điệp dường như gặp phải liệt hỏa vậy, bị thiêu đốt nhanh chóng, hóa thành từng làn khói nhẹ, biến mất trên không trung. Diệp Húc sắc mặt đỏ lên, giống như bị liệt hỏa nướng vậy, kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại phía sau một bước, trên miệng có một đường tơ máu. Phương Đồng trong lòng mừng rỡ, vội vàng nhanh chóng có cơ hội thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của kim xà triều ti thủy. Trong lòng còn sợ hãi. Thật đáng tiếc, nếu như Phương Đồng chậm thêm một chút nữa, ta có thể giết chết được Phương Lệ rồi. Diệp Húc sắc mặt dần dần hồi phục, xua tan toàn bộ kiểu dương liệt hỏa chân khí ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ. Tu vi của hắn chưa khôi phục, thường minh luyện thể quyết mới luyện tới tứ trọng, tu vi so với Phương Đồng thì thấp hơn một bậc. Lấy kiến thức võ đạo của hắn, đối phó với một người thì được, nhưng đối phó với hai người thì có chút lực bất tòng tâm. Nếu như giao thủ, rất có thể còn bị thương nữa. Đột nhiên trong đan điền của hắn chuyển tới một cỗ sức sống vô biên, dũng mãnh tuôn vào trong kinh mạch tứ chi bách hài của hắn. Trong một cái hô hấp, những thương thế của hắn dường như đã muốn khỏi hẳn. Phương Đồng đối với một trưởng của Diệp Húc, xoay người rơi xuống đất, trong mắt hiện lên thần sắc sợ hãi, thét lên: "Diệp thiếu báo, tu vi của ngươi không bị phế hay sao?" Trong đầu của hắn không khỏi nghĩ tới năm đấy Diệp Húc ra sức đánh mình, dũng khí mất hết, gần như không kìm nổi việc chạy trối chết. Năm đó hắn mai phục Diệp Húc, trận chiến ấy hắn bị Diệp Húc đánh cho gãy mất 3 cái xương sườn, đánh cho tu vi của Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công rơi xuống đến tứ trọng, đánh cho lòng tin của hắn toàn bộ biến mất. Nếu như không phải nghe nói Diệp Húc bị phế tu vi, hắn cũng không có dũng khí đứng trước mặt Diệp Húc như vậy. Lúc này nhìn thấy Diệp Húc không phải phế vật như truyền thuyết, khiến cho niềm tin của hắn trong nháy mắt đã tan rã. Trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là phải trốn đi thật xa, thật xa. Phương Đồng sắc mặt đỏ bừng, Phương Lệ thấy hắn có ý muốn lùi lại, vội vàng lên tiếng: "Thiếu gia, người không cần phải sợ, tiểu tử này miệng cọp gan thỏ, thoạt nhìn rất là dũng mãnh, thế nhưng kỳ thực tu vi không có khôi phục đâu. Thường mình luyện thể quyết của hắn nhiều lắm, chỉ có tứ trọng đỉnh cao mà thôi." Phương Đồng sắc mặt vẫn đỏ bừng, lúc này mới nhớ tới vừa rồi Diệp Húc đối với mình một trưởng, thật không ngờ làm cho hắn bị chấn thương. Nếu là trước kia sợ rằng người bị thương nặng là mình mới đúng. Phương Đồng vốn không thể chịu nổi như vậy, chỉ có điều Diệp Húc đã dọa cho hắn quá thảm. Lúc này hắn tỉnh ngộ lại, lập tức liên kết với Phương Lệ, nhất tể công kích tới Diệp Húc. "Tiểu tử này tinh thông các loại võ học của Diệp gia, nhưng tu vi không quá thấp hơn so với chúng ta, không thể cùng hắn chiến đấu được, trực tiếp dùng mạnh tay nhất giết chết hắn cho rồi." Diệp Húc ngửa mặt lên trời thét dài, song trưởng liền chia ra, thẳng mà đón nhận hai người, đồng thời hắn thúc giục Thương Minh luyện thể quyết, Đại Thiên Diệp thủ, Kim Cương Phục Ma công và Thanh Dực Bước Vương quyết, bốn loại võ học. Chiêu thức được mở rộng rất mạnh, trọng khởi tái phát, bá đạo vô cùng. Chỉ thấy hai tay của hắn khi nắm lại, giống như hai thanh chùy lớn, lực đạo kinh người. Dường như muốn coi hai người Phương Đồng, Phương Lệ như cái đinh vậy mà chùy gõ lên. Khi biến thành trường ấn lại giống như một thanh diều lớn muốn bổ hai người ra làm hai nửa. Lấy cứng trợ cứng, lấy cường phá cường. Chỉ thấy ba cái bóng di chuyển nhanh chóng tung bay qua lại nhanh như gió, vừa tiếp xúc lập tức liền tách ra. Đoang đoang đoang. Một loạt tiếng nổ truyền tới, ba bàn tay lớn va chạm vào nhau, không ngờ phát ra những tiếng leng keng vang lên có lực như kim loại vậy. Dường như trường tay bọn họ đều được đúc bằng thép. Diệp Húc thét dài không dứt,
chiêu thức tiếp chiêu thức, chỉ cảm thấy khoái ý trước nay chưa từng có. Từ khi tu vi của hắn bị phế, hắn là lần đầu tiên được đại chiến một trận vui sướng đầm đìa đến như vậy, dường như đám mây đen mấy ngày khuất nhục đã trở thành hư không. Trong cơ thể của hắn, Thương Minh luyện thể quyết vận chuyển với tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí ngay cả đỉnh đầu của hắn cũng thoát ra thanh khí bốc hơi mà lên. Đoang! Bàn tay của Diệp Húc và Phương Lệ mãnh liệt chạm vào nhau. Phương Lệ sắc mặt đỏ lên, lùi sau một bước, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Tiểu tử này sao càng đánh càng mạnh như vậy? Diệp Húc cất bước tiến lên, bàn tay nhấc lên, một cái hạ xuống, dường như trời sập vậy, phát ra những thanh âm ầm ầm cộng hưởng. Phương Lệ tiếp được một chưởng này, cảm thấy xương cốt chấn động, đau đớn muốn chết, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Diệp Húc không giống như trong tưởng tượng của hắn, tiêu hao đại lượng chân khí, ngược lại chân khí cùng lực lượng được nâng cao rất nhiều, ngắn ngủi trong chốc lát đã bao trùm lên phía trên của hắn. Võ học kỳ tài trời sinh, chẳng lẽ mạnh như vậy hay sao? Phương Đồng từ phía sau đánh úp lại, Diệp Húc đưa một bàn tay ra sau, cứng rắn chạm vào đại thủ ấn màu máu, đồng thời tay kia đánh thẳng tới Phương Lệ. Một chưởng hạ xuống, Phương Lệ rốt cuộc cũng bị thương, ói ra một bụng máu. Cùng lúc đấy, Diệp Húc cũng ói ra một ngụm máu tươi. Hắn đồng thời đối phó với Phương Lệ cùng với Phương Đồng hai người, đại bộ phận lực lượng đều đặt lên trên người của Phương Lệ. Tu vi Phương Đồng vốn cao hơn hắn, lập tức khiến cho hắn bị thương. Diệp Húc thấy đối phương không đáng để ý tới, gắt gao nhìn thẳng vào Phương Lệ ở phía trước. Từng bước bước tới, hắn nâng tay lên, trong chớp mắt đã đánh liên tiếp hơn 10 chưởng. Phương Lệ tiếp được một chưởng cuối cùng, đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, thất khiếu đổ máu, ngơ ngác đứng tại chỗ vẫn không chút động đậy. Chính là Diệp Húc đã mạnh tay đánh chết hắn trực tiếp. Hắn thật không thể ngờ được, Diệp Húc tu vi thấp hơn so với hắn, cuối cùng người chết lại là hắn. Diệp Húc quần áo dính đầy máu, đánh chết được Phương Lệ thì mặt hắn cũng vàng như nghệ, thân hình lung lay sắp đổ. Hắn toàn lực đối phó với Phương Lệ, đón đỡ đại thủ ấn màu máu, cũng bị thương rất nặng. Cũng may có cây non thanh ngọc trong đan điền không ngừng cung cấp sức sống, thương thế nhanh chóng hồi phục lại như cũ, không tới mức chết mất. Phương Đồng tiếp tục công kích Diệp Húc, đánh cho hắn không có lực trả đòn, chỉ cảm thấy thể xác cùng tinh thần vô cùng vui sướng. Đột nhiên thân hình chấn động, chân khí dường như đột phá, khí thế đột nhiên tăng vọt. Hắn khó tin nhìn hai tay của mình, cười ha hả. Đột phá, không ngờ ta lại đột phá rồi. Trong thời khắc mấu chốt này, không ngờ hắn đột phá kiểu dương liệt diễm thần công ngũ trọng, tiến vào cảnh giới lục trọng. Phương Đồng mở cờ trong bụng, nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt linh hoạt sắc bén. Diệp thiếu báo, ta thực cảm ơn ngươi. Nếu không phải có ngươi, ta làm sao đột phá được kiểu dương liệt diễm thần công lục trọng đây? Vì báo đáp cho ngươi, ta quyết định ban thưởng cho ngươi cái chết toàn thây. Diệp Húc khóe miệng chảy máu, thở hổn hển nói: Đột phá thì có năng lực gì đây? Ngươi vẫn là bại tướng của ta như trước thôi, còn không phải bị ta đánh chết hay sao? Phương Đồng hừ lạnh một tiếng, đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ thấy bên cạnh sông Thanh Thủy, Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ phát ra quang mang ngày càng chói mắt, đột nhiên hóa thành một vòng tròn tàn nhật, hào quang bắn ra bốn phía. Trong Thái Dương, Tam Thúc Quái Điểu dường như sống lại vậy, quanh thân thoát ra hừng hực liệt hỏa. Đột nhiên nó mở to mắt, hai cánh vang lên tiếng kêu lớn, tản mát ra hơi thở hung hãn của dị chủng hồng hoang. Cỗ hơi thở này thậm chí còn hùng mạnh, thô bạo hơn so với bất kỳ vũ sĩ nào hắn đã từng chứng kiến. Phương Đồng nhìn về phía Tam Túc Quái Điểu, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, hắn cười ha hả. Hôm nay quả nhiên là ngày may mắn của ta mà, chẳng những lấy được kiện vũ bảo toái phiến này, còn có thể đột phá cửu dương liệt hỏa thần công lục trọng. Mấu chốt hơn là Diệp Tiếu Báo cuối cùng cũng chết trên tay của ta. Diệp Húc nhìn Tam Túc Quái Điểu cũng thấy một trận tim đập nhanh. Tam Túc Quái Điểu này nếu có ác ý với mình, thậm chí không cần động thủ, một đốm lửa bắn tung tóe trên người cũng làm cho hắn toàn thân biến thành tro bụi, thi cốt không còn. Đây chỉ là một kiện vu bảo không trọn vẹn, nếu như là vu bảo đầy đủ thì khủng bố như thế nào đây? Diệp Húc cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Diệp thiếu báo, không cần phải nhìn, sáng năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Phương Đồng cất tiếng cười to, thả người dựng lên, toàn lực vận chuyển cửu dương liệt hỏa thần công, đại thủ ấn màu máu lại lớn hơn vài phần. Cửu dương liệt hỏa thần công cương mãnh bá đạo, dũng mãnh tiến vào trong lòng bàn tay đó, mãnh liệt oanh ra, thậm chí ngay cả không khí bên cạnh thủ trưởng cũng bị chân khí mãnh liệt đốt lên, két một tiếng, lửa cháy rực chung quanh trường ấn. Khí thế của hắn hùng mạnh vô cùng, tạo cho Diệp Húc áp lực rất lớn, thậm chí so với Phương Lệ mà hắn vừa giết lúc nãy còn muốn khủng bố hơn mấy phần. Đây là uy lực của cửu dương liệt hỏa thần công lục trọng hay sao? Lúc này tâm tình Diệp Húc đột nhiên bình tĩnh trở lại, dường như tiến vào một cảnh giới khó có thể tả bằng lời. Chung quanh hết thảy dường như chậm lại, thậm chí ngay cả Phương Đồng đang nhảy trong không gian, động tác cũng trở nên vô cùng thông thả. Thương Minh luyện thể quyết trong cơ thể Diệp Húc vẫn vận chuyển tốc độ cao như trước. Thương Minh chân khí không ngừng cuồn cuộn nảy sinh trong đan điền, hội tụ thành mây.
Trong đan điền, thương minh chân khí hình thành mây xanh, rõ ràng vượt quá 100 đóa, thuận lợi bước vào cảnh giới ngũ trọng. Thương minh luyện thể quyết bắt đầu tiến mạnh tới cảnh giới lục trọng. Mà lúc này, thương minh luyện thể quyết đột nhiên xuất hiện biến hóa khó có thể tưởng tượng. Lúc này, quỹ tích vận chuyển thương minh luyện thể quyết không ngờ không giống như bí quyết luyện thương minh luyện thể quyết trước nay hắn vẫn luyện. Chỗ khác nhau này cực kỳ nhỏ, thật không cẩn thận sẽ không phát hiện ra được. Chân khí của hắn vận hành theo quỹ tích như trước là đi dọc theo kỳ kinh và chính kinh, là một vòng chu thiên tuần hoàn, nhưng con đường vận hành lại kéo dài rất nhiều. Đây là bởi vì thượng minh chân khí thỉnh thoảng lại phân liệt ra một tia khí lưu nhỏ, dũng mãnh tiến tới các nơi khác thật nhỏ trong kinh mạch. Kinh mạch của con người chưa làm kỳ kinh bắt mạch và 12 chính kinh, nhưng mà ngoại trừ những kinh mạch này còn có số lượng lớn kinh mạch thật nhỏ, rất nhiều, nhiều tới đếm không xuể. Kỳ kinh bắt mạch, 12 chính kinh giống như những hoa văn trên mảnh lá cây vậy. Những kinh mạch thật nhỏ lại là những đường vân nhỏ trên lá cây, phân bố chung quanh thân cây, hình thành một hệ thống thật lớn. Bởi vì số lượng nhiều cho nên tâm pháp võ đạo sẽ liên lụy cực nhỏ tới những kinh mạch nhỏ này. Nhưng lúc này Diệp Phúc phát hiện chân khí trong cơ thể không ngờ lại dũng mãnh đi vào trong những kinh mạch nhỏ này, hình thành nên một mạng lưới khổng lồ phức tạp, biến thành một loại hệ thống tuần hoàn đại chu thiên siêu việt hơn bất kỳ phạm trù võ học nào. Loại biến hóa này vượt qua tất cả những loại võ học hiện giờ. Diệp Húc kiến thức cả tiên thiên võ đạo rất nhanh hiểu được loại biến hóa này so với thương minh luyện thể quyết thì cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng đồng thời lại không có vượt qua phạm trù của thương minh luyện thể quyết. Chẳng lẽ là bản thương minh luyện thể quyết ta tu luyện chỉ là bản thiếu không trọn vẹn, hiện giờ tu luyện tâm pháp mới chân chính là thương minh luyện thể quyết hay sao? Thương minh luyện thể quyết mới sinh ra chân khí chất lượng so với trước nâng cao hơn, từ xanh thẫm biến thành màu tím. Diệp Húc cảm giác được thương minh chân khí màu tím này uy lực so với trước tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, chân khí của hắn cũng trở nên càng thêm hùng hậu. Tuy rằng chỉ có tu vi ngũ trọng, nhưng trình độ hùng hậu chân khí tuyệt đối có thể sánh với người tu luyện thương minh luyện thể quyết tới lục trọng. Hơn nữa, uy lực của thương minh chân khí màu tím làm cho thực lực của Diệp Húc trong nháy mắt nâng cao vô kể. Đại thủ ấn màu máu của Phương Đồng đã tới trước mặt. Diệp Húc không kịp suy nghĩ, hai tay vừa lật hóa thành một trích thái điệp màu tím, ngang nhiên nghênh đón đại thủ ấn màu máu. Tu vi của hắn tiến nhanh, thương minh chân khí biến thành màu tím, số lượng tử điệp không ngờ cũng gia tăng mấy lần, tới hơn 500 con. Chỉ thấy từng con tử điệp bay múa đầy trời, chúng đánh tới đại thủ ấn màu máu giống như thiêu thân lao vào trong lửa vậy. Con trước ngã xuống, con sau tiến lên, bao phủ toàn bộ đại thủ ấn của Phương Đồng. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, chân người Phương Đồng dính không biết bao nhiêu trưởng. Kiểu dương liệt hỏa chân khí không ngờ bị đại thiên diệp thủ cứng rắn đánh tan, căn bản là không thể ngưng tụ lại. Diệp Húc khóa trưởng thành quyền, một quyền hung hăng đánh trúng ngực đối phương. Phương Đồng kêu lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra xa, ngã xuống cách đó mấy trượng. Không có khả năng, ta đã luyện kiểu dương liệt hỏa thần công tới lục trọng, sao có thể bại bởi ngươi được? Phương Đồng thất khiếu đổ máu, dãy dụa bò lên, nhìn về phía Diệp Húc ở phía trước, trong mắt lộ ra oán độc cùng với sợ hãi. Ngươi có thể đột phá, ta sao lại không thể đột phá đây? Diệp Húc hai tay chắp sau lưng, đi tới trước mặt của hắn, mắt lộ ra sát khí cười lạnh. Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi, Phương Đồng, những lời này ta trả nguyên lại cho ngươi kìa. Phương Đồng dùng mình một cái, đi lui về phía sau một bước, hắn run giọng lên tiếng. Thiếu bảo, chỉ cần ngươi buông tha cho ta, ta sau này tuyệt đối không gây dối với ngươi nữa. Hơn nữa, cái viêm dương liệt diễm kỳ kia cũng là của ngươi. Diệp Húc tiếp tục đi tới, chậm rãi nâng tay phải lên, hắn cười lạnh. Viêm dương liệt diễm kỳ là ta dùng 2 lượng bạc mua tới, nó vốn là của ta rồi. Phương Đồng đột nhiên cười ha ha, bộ mặt dữ tợn, lạnh lùng. Diệp thiếu bảo, cho dù ngươi có giết ta, thì cả nhà ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Diệp thiếu bảo, là Diệp thất thiếu gia hay sao? Ngươi hiện giờ chỉ là một tên mã nô, là một phế vật. Ở Diệp gia ngay cả một cái rắm cũng không phải. Phương gia muốn giết ngươi, giống như giết một con chó vậy. Diệp gia còn lâu mới dám nói chuyện thay ngươi kìa. Cho dù có là như vậy, cũng không dám làm gì kìa. Diệp Húc nhíu mày, Phương Đồng nói đúng. Địa vị của hắn ở Diệp gia cực kỳ thấp kém. Nếu như Phương gia muốn giết hắn, chỉ sợ Diệp phủ cũng không ai xuất đầu vì mình. Phương Đồng nhìn sắc mặt của hắn, dũng khí nổi lên, nhai răng cười độc ác. Diệp thiếu bảo, ta biết ngươi không dám giết ta mà. Sao không dám chứ? Diệp Húc một trưởng đánh nát đầu của hắn. Phương Đồng mở trừng mắt nhìn, thân thể cua vài cái, ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Dường như hắn chết cũng không hiểu vì sao Diệp Húc dám mạo hiểm xuống tay đánh chết mình như vậy. Phương Đồng, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng Phương gia có thể uy hiếp được ta sao?
Diệp Húc nhìn thi thể của Phương Đồng, cười lạnh nói: đối với người muốn giết ta, ta phải chảm thảo trừ căn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Húc lập tức đứng dậy, đi tới gần Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ Toái Phiến. Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ Toái Phiến vẫn lơ lửng ở trên không trung như trước, giống như một vòng tròn khi mặt trời lặn. Giữa vòng tròn đấy chính là Tam Túc Quái Điểu không ngừng vỗ cánh. Đây là vu bảo sao? Diệp Húc đánh giá từ trên xuống dưới, loại đồ vật như vu bảo không phải lần đầu tiên hắn gặp qua. Trong võ bị khác, hắn cũng từng nhìn thấy tử mẫu Bách Quỷ Phiên của Hôi Ưng Diệp. Tuy nhiên, Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ này với tử mẫu Bách Quỷ Phiên lại khác nhau rất lớn. Tử mẫu Bách Quỷ Phiên quỷ khí dày đặc, vừa nhìn đã biết là vật ma đạo, mà Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ lại lớn hơn rất nhiều, cũng không thể nhìn ra nó là ma đạo vu bảo. Có thể thấy được Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ toái phiến cao minh hơn rất nhiều tử mẫu Bách Quỷ Phiên. Bên trong rừng tùng, bên cạnh sông Thanh Thủy, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Tam Túc Kim Ô trên không trung. Vẻ tham lam hiện rõ bên trong, hắn lẩm bẩm nói: vu bảo, không ngờ là vu bảo. Tuy rằng chỉ là một mảnh toái phiến, thế nhưng nguy lực cất chứa bên trong cực kỳ khủng bố. Nếu ta có thể có được Viêm Dương Liệt Diễm Kỳ này, Diệp Ly ta sẽ không còn là lô tài của Diệp Phù nữa rồi. Địa vị của ta cũng sẽ được nâng cao vô hạn. Nghĩ muốn nữ nhân nào thì có nữ nhân đó thôi. Trốn ở trong rừng đúng là Diệp Ly. Lão một đường theo đuôi Diệp Húc ra khỏi thành, lại phát hiện ra hai người Phương Đồng, Phương Lệ cùng theo dõi Diệp Húc. Lão tính làm hoàng tước dình bọ ngựa bắt ve, không nghĩ tới lại phát hiện ra bí mật này, không khỏi kích động tới mức chân tay run lên. Tiểu tử này mệnh thật tốt ta, không ngờ có thể lấy được vu bảo toái phiến. Tuy nhiên khối toái phiến này rất nhanh sẽ thuộc về ta thôi. Diệp Ly trong mắt hiện lên sát khí. Mấy ngày nay Diệp Húc làm cho lão kinh ngạc nhiều lần. Đầu tiên là thương thế không hiểu sao đã khỏi hẳn rồi, lại chỉ dùng vài ngày là có thể tu luyện Thương Minh Luyện Thể Quyết tới tam trọng. Thật không ngờ vài ngày không gặp, tiểu tử này đã luyện tới cảnh giới ngũ trọng. Thậm chí ngay cả Lục thiếu gia Phương Đồng của Phương gia cũng chết trong tay của hắn. Phương Đồng tu luyện Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công tới cảnh giới lục trọng, không ngờ còn không thể địch nổi Thương Minh Luyện Thể Quyết ngũ trọng. Loại chuyện này mà nói ra ngoài chắc chắn sẽ không có ai tin tưởng. Diệp Ly lần đầu tiên cảm giác được chỗ khủng bố của Diệp Húc. Thiếu niên từng bị coi là phế vật này có khả năng trưởng thành vô hạn, mà bản thân mình thì đã già rồi. Giết chết hắn, phải giết chết tên tiểu tử này. Không giết hắn, sớm muộn gì ta cũng chết trong tay hắn ta thôi. Diệp Ly trong mắt tinh quang chợt lóe, đang muốn động thủ, đột nhiên lại kiềm chế được xuống, nhịn, không có hiện thân. Chỉ thấy bên kia sông Thanh Thủy, Tam Túc Quái Điểu đột nhiên huy động đôi cánh bay thẳng tới Diệp Húc. Diệp Húc cũng kinh hãi vạn phần, một đốm lửa bay vào cũng đủ giết hắn rồi. Nếu bị Tam Túc Quái Điểu này bổ hẳn vào người, dám khẳng định kết cục của mình sẽ là thần hồn câu diệt. Hắn đang muốn né tránh, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không biết từ lúc nào đã bị một lực lượng mạnh mẽ khóa chặt, ngay cả ngón tay cũng nhúc nhích không được nữa. Xoẹt! Tam Túc Quái Điểu cùng vòng tròn thái dương kia bùng nổ đánh tới, bỗng nhiên chui thẳng vào trong đan điền của hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc vội vàng cẩn thận đánh giá lại thân thể của mình, phát hiện ra bản thân không có bị biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả quần áo cũng không bị đốt trọi. Không khỏi có chút ngẩn ngơ, hắn vội vàng tiềm vận tâm thần, ý niệm yên lặng trong đan điền, chỉ thấy Tam Túc Quái Điểu kia quả nhiên hiện ra bên trong đan điền của hắn, lơ lửng phía trên Thương Minh chân khí, hót vang không ngừng bên trên Bạch Ngọc Lâu. Đột nhiên trong Ngọc Lâu truyền ra một lực lượng thần bí, đem Tam Túc Quái Điểu cuồn cuộn hút vào bên trong Ngọc Lâu. Diệp Phúc vội vàng đưa ý niệm đi vào trong Ngọc Lâu, chỉ thấy cỗ lực lượng thần bí kia chính là cây non thanh ngọc mọc trên tiểu đảo phía trên Ngọc Hoa Giao Chỉ. Lúc này cây non thanh ngọc đã cao nửa mét, nghiêm nhiên giống với một cây xanh mượt, chỉ có điều không biết là loại gì. Tiểu đảo dưới cây cũng lớn hơn vài phần, mà Ngọc Hoa Giao Chỉ cũng có rất nhiều giọt sương hội tụ ra một vũng nước cạn. Diệp Húc còn chú ý tới không gian Ngọc Lâu cũng lớn lên không ít, hiện giờ phạm vi vốn chỉ có một trượng nay đã biến thành phạm vi 2 trượng. Trong không gian Ngọc Lâu, Tam Túc Quái Điểu kia dường như phát hiện ra thiên địch vậy, nó hót vang liên tục, quanh thân toát ra một đoàn liệt hỏa màu vàng, chấn cho cánh hướng cây thanh ngọc lao tới, dường như muốn đốt đối phương thành tro tàn. Cây thanh ngọc kia không gió mà động, đột nhiên trăm ngàn cành cây nhỏ từ trong đào nhỏ chui ra ngoài, những nhánh cây nhỏ lăng không vũ động là tả bay tới, đâm vào trong cơ thể Tam Túc Quái Điểu. Thật không ngờ không chút giãi, sức nóng kinh người của liệt hỏa, Tam Túc Quái Điểu bị nó đâm vào trong cơ thể, phát ra tiếng gào thét, tính toán vỗ cánh chạy trốn, thế nhưng lại bị những xúc tu của cây thanh ngọc quấn quanh, bao quanh thành một cái kén, căn bản không thể giãy ra được. Những cái dưới cây này dường như lấy đi năng lượng trong Tam Túc Quái Điểu, chỉ thấy hình thể của quái điểu này càng nhỏ, mà cây thanh ngọc dường như trưởng thành lớn hơn. Diệp Húc không khỏi kinh ngạc, ngạc nhiên, Tam Túc Quái Điểu hung hãn như vậy, mà nhìn thấy cây thanh ngọc lại như nhu nhược,
Trong nháy mắt, con quái điểu này đã bị cắn nuốt hoàn toàn. Chẳng lẽ cái cây trong đan điền của ta là quái vật nhiều xúc tu hay sao? Diệp Húc không khỏi dùng mình một cái, thử nghĩ một chút, cảm giác bị vô số những rễ cây cắm vào trong thân thể không thể nào là một chuyện vui vẻ được. Cũng may cây thanh ngọc này không có ác ý với hắn, ngược lại còn cực kỳ thân thiết với hắn. Cây thanh ngọc cắn nuốt tam túc quái điểu, lấy mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ tăng trưởng của nó. Một mầm mọc lên, sinh ra một cái cành, một phiến lá cây phỉ thúy, gần như sức sống vô tận từ trên cây phát ra. Sinh lực vô cùng nồng đậm, cho nên không gian ngọc lâu tràn ngập sương mù màu trắng. Tán cây kịch liệt bành trướng, khởi động không trung phát ra những tiếng ầm ầm, không gian ngọc lâu lập tức biến hóa, nghiêng trở lệch đất. Chỉ thấy tiểu đảo phía dưới tàng cây càng ngày càng lớn hơn, ngay cả ngọc hoa giao trì cũng biến hóa lớn hơn không biết bao nhiêu lần, giống như một ao nước nho nhỏ, rồi tiểu đảo vẫn trôi nổi bên trên nó. Mặt đất cũng trở nên càng ngày càng rộng lớn, tán cây trên không trung càng ngày càng cao. Không gian trong bạch ngọc lâu vốn chỉ có phạm vi 2 trượng, hiện giờ đã biến thành trên dưới 1 mẫu. Diệp Húc nhìn xem mà nghẹn họng chân chối, hắn căn bản không có đoán được bạch ngọc lâu bức thiết cần chiếc khăn thêu kia như vậy, thật không ngờ là muốn cắn nuốt đối phương. Hơn nữa, sau khi cắn nuốt đối phương, thật không ngờ lại có loại biến hóa này. Sau một lúc lâu, ngọc thụ rốt cục cũng đình chỉ sinh trưởng. Trong không gian ngọc lâu tràn ngập khí tức sinh mệnh tới nồng đậm. Thương minh chân khí cuồn cuộn nổi lên, dũng mãnh đi vào trong cơ thể của Diệp Húc, cuồn cuộn không ngừng, làm cho thân thể hắn dịu mát. Bạch ngọc lâu cắn nuốt vu bảo toái phiến mới dẫn ra loại biến hóa này, chỉ sợ toàn ngọc lâu này vẫn kém hơn viêm dương liệt diễm kỳ. Diệp Húc thầm nhủ một tiếng, cẩn thận đánh giá, không gian ngọc lâu cũng không xuất hiện ra vật gì khác nữa. Rốt cuộc, hắn vẫn phát hiện ra một chỗ cổ quái. Lá cây sinh trưởng trên cây thanh ngọc này, không phải toàn bộ lá cây đều màu xanh biếc như ngọc, trong đó không ngờ có một mảnh lá cây màu vàng óng ánh. Diệp Húc cẩn thận xem, chỉ thấy phiến lá cây màu vàng óng ánh kia mới sinh ra không được bao lâu, nó có vẻ cực kỳ non nớt. Trên mặt lá cây tràn ngập hoa văn phong cách cổ xưa, giống như văn tự, thế nhưng lại không giống với bất kỳ một loại văn tự nào hắn từng nhìn thấy. Dường như chỉ là những tiểu nòng nọc, quái dị vô cùng, hiển nhiên cực kỳ cổ xưa. Hay trên phiến lá cây màu vàng này là một quyển sách sao? Không biết nó ghi lại cái gì đây? Diệp Húc cố gắng phân biệt, những văn tự này rất nhỏ, căn bản không thể thấy rõ, chỉ có thể từ bỏ. Ý thức của hắn rời khỏi bạch ngọc lâu. Nếu như nghiên cứu toàn ngọc lâu này không bằng chuyên tâm tu luyện thì hơn. Chỉ cần trùng tu tiên thiên thôi, trở thành vũ sĩ, nói không chừng có thể thúc giục bạch ngọc lâu, tất cả nghi hoặc đều sẽ dễ giải quyết rồi. Diệp Húc trong lòng biết tòa bạch ngọc lâu thần bí này rất mạnh, căn bản không thể nghiên cứu thấu triệt, cho nên để vấn đề này ra sau đầu, hai mắt mở ra. Trong rừng tùng bên kia sông, Diệp Ly chuyển mắt nhìn thẳng vào Diệp Húc, chỉ thấy tam túc kim ô chuyển vào trong cơ thể của Diệp Húc. Tiểu tử này vẫn không động đậy, dường như đã chết vậy. Hắn lo lắng uy lực của Diêm Vương liệt diễm kỳ, không dám vọng động. Sau một lúc lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng tỉnh lại. Diệp Ly lập tức không kiềm chế nổi sát khí của mình, lão đang định lao ra, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, chỉ thấy Tô Kiều Kiều cùng Mã Tam Bảo bên bờ sông bên kia đang nhanh chóng hướng tới Diệp Húc. Trong lòng Diệp Ly ảo não, lão biết đã bỏ lỡ thời cơ đánh chết Diệp Húc, đoạt lại vu bảo, cho nên yên lặng thối lui. Tiểu tử này quá may mắn, tuy nhiên lần sau người sẽ không may mắn như vậy đâu. Diệp Ly lộ ra vẻ dữ tợn trên khuôn mặt già nua, nhỏ giọng cười nói. Nếu Phương gia Phương Trung Sơn được xưng là võ đạo đệ nhất nhân Liễu Châu biết được con trai duy nhất của hắn chết trong tay của ngươi, Diệp Thiếu Bảo, cho dù ngươi có 9 cái mạng cũng chỉ có con đường chết mà thôi kìa. Diệp Húc trở lại mã trường, lúc này trốn vào trong phòng, chỉ bảo Tô Kiều Kiều không cho ai quấy rầy. Hiện giờ hắn bức thiết nhất là cần phải nghiên cứu Thương Minh Luyện Thể Quyết. Từ khi hắn tu luyện Thương Minh Luyện Thể Quyết tới 5 trọng, môn võ học này đã sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Trước kia Thương Minh Luyện Thể Quyết chỉ có cùng Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công và Hậu Thổ Bá Thể Thần Công cùng nổi danh như nhau, nhưng hiện tại đã bao trùm lên trên 2 loại võ học kia rồi. Vì sao tổ tiên khai sáng ra Diệp Phủ không truyền bản đầy đủ của Thương Minh Luyện Thể Quyết xuống đây? Diệp Húc nhăn mày, Thương Minh Luyện Thể Quyết là do vị tổ tiên khai sáng ra Diệp Phủ trước kia truyền lại, 300 năm qua vẫn là tâm pháp gia truyền của Diệp gia, chỉ có đệ tử tông thất mới có thể tu luyện, tuyệt không xuất hiện tình trạng thất truyền hoặc không trọn vẹn. Trừ phi vị tổ tiên Diệp gia kia cố tình đơn giản hóa Thương Minh Luyện Thể Quyết đi, hoặc là hắn cũng không có học được Thương Minh Luyện Thể Quyết chân chính. Diệp Húc mới đem Thương Minh Luyện Thể Quyết mới tu luyện tới 5 trọng đã có thể giết chết Phương Đồng, đã luyện Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công 6 trọng, có thể thấy được uy lực của Thương Minh Luyện Thể Quyết mới phải vượt xa bản không trận vẹn ban đầu. Hắn không khỏi nhìn Thương Minh chân khí trong cơ thể mình phân nhiều hướng, lúc này Thương Minh Luyện Thể Quyết của hắn
tu luyện gần như hoàn mỹ, so với trước càng thêm dũng mãnh. Nhưng dù sao cũng là trong lúc vô ý ngộ tới tâm pháp, khẳng định không bằng Thương Minh luyện thể quyết chân chính. Trong vu khố của Diệp gia ta, nó không chừng có toàn bộ bản Thương Minh luyện thể quyết này. Diệp Húc ánh mắt chớp động. Diệp gia sở hữu hai kho báu lớn, vũ khố và vu khố. Trong vũ khố cất chứa chính là đủ loại võ học, mà vu khố thì cất chứa tật vu pháp. Hắn đã sớm coi võ học trong võ khố một lần rồi, chỉ có không cách nào vào được vu khố. Muốn đi vào trong vu khố phải là vu sĩ. Nếu như Diệp gia thực sự có bản đầy đủ của Thương Minh luyện thể quyết, thì nó khẳng định sẽ được cất giấu trong vu khố. Diệp Húc khẽ mắt nhăn lại, lẩm bẩm: nếu là cất chứa trong vu khố, như vậy chẳng phải nói Thương Minh luyện thể quyết không phải là võ học mà là vu pháp hay sao? Lúc này tại Phương gia, trong thư phòng của Càn Ninh Uyển, Phương Trung Sơn lặng lặng đứng trước bàn, bút di chuyển như bay, trên giấy rõ ràng hiện lên vài nét chữ to: sát, sát, sát. Bút lực thậm chí xuyên thấu cả giấy, lưu lại trên mặt bàn mấy nét sâu, sát khí lạnh lạnh. Phương Trung Sơn tuy rằng không thể trở thành vu sĩ, thế nhưng có địa vị cực cao ở Phương gia. Hắn luyện Cửu Dương Liệt Hỏa Thần Công tới trọng thứ 13, tiên thiên cương khí bá thể, ở trong Liễu Châu thành này tuyệt đối là võ đạo đệ nhất nhân. Cảnh giới tiên thiên cũng có 3 trọng, trọng thứ nhất là ngưng khí thành cương, thứ hai là cương khí ngoại phóng, thứ ba là tiên thiên bá thể. Lúc bấy giờ, một lão nô mặc áo bào màu đen đẩy cửa phòng lặng yên đi tới. Phương Trung Sơn bỏ bút xuống, lạnh lùng lên tiếng: Phương Hòa, có điều tra ra nhi tử Phương Đồng của ta là do ai giết không? Lão nô áo đen không người xuống nói: chủ nhân, Đồng thiếu gia trước khi chết chân thân trúng hơn 300 trường, kinh mạch vỡ vụn, lập tức lại bị người dùng trường pháp mạnh mẽ bóp nát đầu. Có thể đánh ra nhiều trường trong thời gian ngắn như vậy chỉ có Chu gia Thiên Tý Ngô Công Thú cùng Đại Thiên Diệp Thú của Diệp gia mà thôi. Phương Trung Sơn lặng lặng lắng nghe. Phương Đồng là con trai hắn, lúc chưa được người ta phát hiện chết trên bên bờ sông Thanh Thủy. Tức giận trong lòng, hắn lúc này có thể nghĩ, hắn lập tức bắt tay vào việc điều tra. Phương Hòa tiếp tục nói: tuy nhiên, theo thương thế thiếu gia mà nhìn, hiển nhiên không phải do Chu gia gây nên. Thiếu gia nếu là chúng độc thủ của Thiên Tý Ngô Công Thú, tất sẽ bị loại võ học ác độc này cắt nát từng miếng thịt. Bởi vậy chỉ có thể là Đại Thiên Diệp Thủ của Diệp gia gây nên mà thôi. Diệp gia sao? Phương Trung Sơn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên sát khí. Diệp gia có năng lực giết chết thiếu gia, số lượng người nhiều lắm, rất khó điều tra được. Phương Hòa sắc mặt cổ quái, nhỏ giọng mà nói: tuy nhiên, vừa rồi lão nô gặp được Diệp gia Càn Khôn Thủ Diệp Ly, lão ta có nói người giết chết thiếu gia chính là Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, nhân vật nổi tiếng mới hôm nay. Phương Trung Sơn hơi bị ngẩn ngơ, hiển nhiên không rõ vì sao Diệp Ly phải nói cho hắn biết chuyện này. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, không ngờ một phế vật Diệp gia cũng dám giết con ta sao? Phương Trung Sơn từ từ thở ra một ngụm chọc khí, ánh mắt linh hoạt, sắc bén. Diệp Húc đã biến thành phế vật, hắn làm sao có thể giết được Đồng Nhi đây? Khẳng định là Diệp gia động thủ. Phương Hòa, ngươi lập tức phái người đi giết Diệp Húc đi, mang đầu hắn tới gặp ta. Ta muốn nhìn xem người sau lưng Diệp Húc kia là ai. Phương Hòa chần chừ một chút, nói: chủ nhân, Diệp gia Mã Trường là do Mã Tam Bảo canh giữ, ngay cả Chu Thế Văn và Chu Cường Thịnh đi vào cũng phải mặt mày như cho xám mà đi ra kìa. Đi Mã Trường Diệp gia giết người chỉ sợ có chút khó khăn rồi. Tiếp qua vài ngày nữa là lễ săn thú, đệ tử tam đại hoang vu thế gia đều tới Bách Văn Sơn săn bắn cả, không bằng động thủ ở đấy đi. Phương Trung Sơn chậm rãi gật đầu. Tuy rằng Mã Tam Bảo là nô tài Diệp gia, thế nhưng dù sao hắn cũng là một vu sĩ, trực tiếp xông vào Mã Trường giết người tất nhiên cùng hắn xung đột rồi. Phương Hòa, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Sau lễ săn thú ta muốn nhìn thấy đầu của Diệp Thiếu Bảo, lấy đi tế mộ con trai ta. Xin chủ nhân yên tâm. Phương Hòa thân hình hơi cúi xuống, đột nhiên thẳng tắp đứng dậy. Một cỗ khí thế hùng mạnh phát ra, vô hình chung khí thế chạm vào cửa sổ như gió thổi qua ầm ầm. Đúng là tiên thiên cảnh giới, ngưng khí thành cương cao thủ. Diệp Thiếu Bảo, nếu khôi phục tu vi trước kia ta còn sợ hắn ba phần, nhưng hiện giờ lão nô giết hắn cũng như bóp chết một con gà mà thôi. Phương Hòa ngạo nghễ nói. Tại võ trường Diệp gia nội phủ, Diệp gia đệ tử tập trung một chỗ, mấy người nói khẽ với nhau. Này, thương thế của phế vật kia thật sự khỏi rồi sao? Lúc bấy giờ Diệp Bân nhìn trường ấn ở trên mặt Diệp Kiên, nghiên cứu một lát, suy tư, lên tiếng nói. Hắn bị chấn đoạn kinh mạch, tu vi bị phế, như thế nào có khả năng khỏi hẳn nhanh như vậy được? Diệp Phong hồn hề nói. Đại ca, hiện tại không phải vấn đề đó là chính yếu đâu.
Tiện nô kia thương thế khỏi hẳn, như thế nào ta không cần quan tâm, mà là tiện nô kia rất nhanh có thể đứng trên đầu chúng ta kìa. Nếu hắn lại được đạt được sự quan trọng của gia tộc, sẽ bỏ qua chúng ta thì sao đấy? Đám người Diệp Kiên sắc mặt thảm đạm, bọn họ bỏ đá xuống giếng khi thấy Diệp Húc gặp nạn, dùng mọi cách đùa cợt, nhục nhã, thậm chí còn đuổi Diệp Húc ra khỏi nội phủ, chiếm phòng ở của cha mẹ hắn lưu lại. Nếu như Diệp Húc được gia tộc coi trọng lại lần nữa, lấy tính cách của hắn, khẳng định bọn họ sẽ ăn quả đắng. Diệp Bân cũng nhăn mặt cau mày, đau khổ suy tư, đột nhiên cười lạnh lên tiếng. Một khi đã như vậy, vậy hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, xử lý hắn đi. Diệp Phong, Diệp Kiên cùng hoảng sợ, thất thanh lên tiếng. Nhị ca, người điên rồi, nếu bị gia tộc cha ra, người giết hắn là chúng ta, tuyệt đối chỉ có con đường chết thôi kìa. Diệp Bân bộ mặt dữ tợn lên tiếng. Hắn bây giờ còn là gia nô, cho dù chết cũng không có người để ý tới đâu. Hơn nữa, lão Lục, lão Cứu, tiện nô kia nếu đứng ở trên đầu chúng ta, các ngươi cho rằng chúng ta còn có ngày ngẩng đầu lên được hay sao? Đám người Diệp Phong trầm mặc, đột nhiên cười lên tiếng. Nhị ca nói đúng, tiện nô kia phải chết, không chết đi, chúng ta cả đời này đừng mơ tưởng có ngày ngóc đầu lên được. Diệp Bân hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp qua vài ngày tới sẽ là lễ săn bắn rồi, tất cả đệ tử Tam Đại Vu Hoang thế gia mãn 12 tuổi đều phải tham gia cả. Tất cả phải đi vào trong Bách Man Sơn thí luyện săn bắt yêu thú. Lão Thất tuy rằng bị bắt làm nô, nhưng tên của hắn vẫn còn trên gia phả, bởi vậy lần lễ săn thú này hắn cũng sẽ tham gia kìa. Mấy người lướt nhau cùng nhìn ra quyết tâm của đối phương. Bách Man Sơn lễ săn thú chính là tử kỳ của Diệp Thiếu Bảo. Tại Diệp gia mã trường, Diệp Húc lặng lặng đứng trên mặt cỏ, hai mắt nhắm lại, từ từ thổ nạp. Bỗng nhiên đôi mắt hắn mở ra, con ngươi tối đen như mực giống như điểm lên ngàn vạn hàn tinh rực rỡ. Hắn nâng chân phải đạp mạnh lên trên mặt đất, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ bộc phát ra. Mặt cỏ dưới chân kịch liệt run rẩy, lấy chân của hắn làm trung tâm, một vòng sóng gợn cuốn ra ngoài, khí lãng mênh mông. Bảy khối đá nặng hơn chục cân trên mặt cỏ không ngờ bị dư uy của một cước này hất lên trên cao cao. Ánh mắt Diệp Húc chuyển lạnh, bắp tay khinh đạn chỉ phong rít gào đánh trúng số loạn thạch này. Bảy khối đá lớn ầm ầm tan nát, bụi mù tràn ngập. Hay. Bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng tán thưởng. Diệp Húc mở to mắt chỉ thấy Mã Tam Bảo đã tới cách đó không xa. Tuy rằng khuôn mặt lạnh lùng, thế nhưng trong mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Thật ra vô tướng kiếp trí, vô hình vô tướng, dũng mãnh bá đạo, tốc độ tăng trưởng tu vi của ngươi quả thực làm cho người ta phải giật mình kinh hãi. Mã Tam Bảo chậm rãi đi tới bên cạnh của hắn, vuốt cằm nói: Lấy thực lực của ngươi hiện tại, đủ có thể đứng hàng đầu trong lớp đệ tử tông thất rồi. Tu vi cao hơn ngươi không vượt quá 5 người đâu. Trường chủ quá khen rồi. Diệp Húc mỉm cười lên tiếng. Tiến cảnh tu vi của hắn đích xác là rất khủng bố. Sau trận chiến bên cạnh sông Thanh Thủy tới nay mới chỉ có 4 ngày, tu vi của hắn đã tới Thương Minh Luyện Thể Quyết lục trọng. Số lượng mây tím bên trong đan điền của hắn do Thương Minh chân khí tạo thành cũng đạt tới hơn 390 đóa. Từ khi tu vi của hắn bị phế cho tới bây giờ không tới 1 tháng đã trùng tu Thương Minh Luyện Thể Quyết lại lục trọng. Loại tốc độ tu luyện khủng bố này nói ra sợ không có người tin tưởng. Mặc dù là trước đây Diệp Húc đã mang trên mình cái tên kỳ tài ngút trời, nhưng luyện Thương Minh Luyện Thể Quyết tới lục trọng cũng mất gần 4 năm thời gian. Nếu không phải tòa Bạch Ngọc Lâu trong đan điền, đừng nói là tu luyện Thương Minh Luyện Thể Quyết tới lục trọng, chỉ sợ bây giờ ta còn nằm trên giường bệnh kia. Diệp Húc khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, hắn khẽ lắc đầu thầm nghĩ. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu không có tòa Bạch Ngọc Lâu này, lúc này ta đã là vô sĩ. Mã Tam Bảo cùng hắn song vai đứng chung một chỗ, nhàn nhạt nói rằng: Thật ra ngày mai chính là lễ săn thú, tất cả đệ tử tông thất tròn 12 tuổi đều phải tham gia. Thương thế của người mới khỏi, nếu không muốn tham gia, Ma Mẫu có thể tới phủ chủ nói hộ ngươi một câu. Diệp Húc nao nao, lễ săn thú là ngày hội khảo nghiệm tu luyện của đệ tử Tam Đại Thế Gia, xâm nhập vào Bách Man Sơn săn bắt yêu thú coi như là một hồi thử luyện, chọn ra đệ tử xuất chúng trọng điểm bồi dưỡng. Hắn lần đầu tiên tham gia lễ săn thú chính là trổ hết tài năng trong ngày hội này, đạt được coi trọng của Diệp phủ, Diệp Tư Đạo, trở thành thiên kiêu chi tử của Diệp phủ. Diệp Húc nhớ lại chuyện cũ, tâm tình kích động, hào khí đột nhiên sinh ra, hắn cười ha ha nói: Trường chủ, đa tạ ý tốt của ngươi, lễ săn thú này ta không thể không tham gia. Mã Tam Bảo lướt mắt nhìn hắn một cái, cũng không bị hào khí của hắn thuyết phục, thản nhiên lên tiếng: Ngươi phải cẩn thận Phương gia và những huynh đệ đồng tông của ngươi kìa. Diệp Húc gật đầu chấp nhận. Nguy hiểm không chỉ tới từ yêu thú Bách Man Sơn, có đôi khi người còn nguy hiểm hơn cả yêu thú gấp trăm lần. Trước đây hắn một lòng tu luyện chuyên tâm võ đạo, không biết lòng người hiểm ác,
mà hiện giờ thì lại là vô cùng thấu hiểu. Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ thành Liễu Châu trở nên vô cùng náo nhiệt, đường phố tràn ngập người đi, rộn ràng nhốn nháo. Không ít danh môn khuê tú đẩy cửa sổ phòng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đệ tử tam đại gia tộc 2-3 người xếp thành một đội, mỗi người dáng vẻ hiên ngang đạo mạo, thắt lưng đeo bảo kiếm, lưng đeo trường cung, chạy như bay qua đường phố, chỉ để lại những tiếng vó ngựa trong trẻo. Mau nhìn, đó là mấy vị thiếu gia của Phương gia kìa. Phương Hoành công tử cũng ở trong số đấy, còn có cả Phương Đô công tử. Wow, nhóm người Diệp gia thiếu gia cũng đi ra rồi kìa. Phương Phương, ngươi lại hoa si rồi. Những thiếu gia này làm sao để ý tới chúng ta chứ? Bọn họ đã sớm là danh hoa có chủ. Không phải đối với thế gia châu khác làm đám hỏi thì đã định sớm việc hôn nhân rồi. Nếu không phải lễ săn thú, ngày thường thấy mặt bọn họ rất khó khăn kìa. Ta nghe nói những nha hoàn của công tử này đều còn muốn quý giá hơn chúng ta kìa. Người ta nói không phải là hoa si, chỉ là có chút thèm mắt mà thôi. Ta cảm thấy muốn trở thành thiếu nãi nãi của tam đại thế gia, còn có thể bế tiểu baby trong lòng nữa kìa. Wow, chủ gia thiếu gia cũng đi ra rồi. Kỳ quái thật, chủ gia thiếu gia sao lại có vẻ già đi như vậy? Một đám tuổi chừng 30-40 tuổi vậy. Ồ, người kia càng già hơn kìa, không chừng là 50 tuổi rồi. Chu Thế Văn đi dưới đường phố, nghe thấy vậy, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, ói ra một cục đàm, mắng nói: lão tử năm nay mới 15 tuổi, không phải 50. Thiếu nữ trên lầu thè lưỡi, hưng phấn kêu lên oa oa: mau nhìn, Phương Thần công tử tới đấy, thật đẹp trai, Thần Tam công tử. Thiếu nữ cầm cái khăn màu phấn hồng trong tay ném xuống dưới, lướt qua hai má của một thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng kia cưới một con ngựa trắng, làn da trắng nõn, tuấn mỹ lại có chút yêu dị, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng ghen tị với dung mạo của hắn. Mặt hắn mỉm cười, đưa tay nhận lấy khăn, đặt ở trên mũi người mấy cái, tiện tay đưa vào trong lòng, một bộ dạng tự nhiên và phóng khoáng. Thiếu nữ trên lầu các ươm lên một tiếng, không ngờ hưng phấn quá mà té xỉu. Thiếu niên áo trắng này đúng là Phương gia tam thiếu gia Phương Thần, nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất nhất Phương gia. Trong Liễu Châu thành này, hắn, Chu Thế Văn cùng Diệp gia Diệp Húc đều nổi danh là nhân vật thiên tài hơn người. Chu Thế Văn liếc mắt nhìn Phương Thần một cái, lại nhổ ra một cục đờm, nhỏ giọng mắng: công tử bốt, lão tử hận nhất là người khác có cái mặt trắng hơn lão tử kìa. Không phải Phương Mỗ mặt trắng, mà là Chu huynh mặt quá đen thôi. Phương Thần nghe thấy thế, phất phất cái quạt xếp trong tay, mỉm cười mà đáp trả lại: chỉ sợ thành Liễu Châu này rốt cuộc không tìm thấy được người nào mặt đen hơn ngươi. Chu Thế Văn tức giận, bộ râu quai nón dựng cả lên, cả giận mà nói: trời nóng như vậy sao, cả ngày phe phải cái quạt, giả vờ làm tao khách sao? Đừng có hất cái mùi lẳng lơ như mùi nước tiểu của ngươi tới bên cạnh lão tử. Phương Thần cười ha hả nói: hey, thời tiết tuy không nóng, thế nhưng tiểu đệ lại luyện kiểu dương liệt hỏa thần công tới kiểu trọng đỉnh cao, chân khí mãnh liệt như lửa, cho dù là mùa đông khắc nghiệt cũng phải phe phẩy cho mát kìa. Chu Thế Văn ánh mắt sáng ngời, trà sát hai tay cười ha hả nói: công tử bột, người cũng nhanh tiến vào tiên thiên rồi sao? Không bằng cho lão tử ta nhìn một chút xem, nhìn xem Phương gia cửu liệt dương thái hóa cái gì gì mà thần công với hậu thổ bá thể thần công của Chu gia ta, cái thần công nào mạnh hơn nào? Phương Thần trong mắt hàn quang chợt lóe, một cỗ chiến ý hùng mạnh phát ra ngoài, hắn mỉm cười nói: đánh sao, ở trên Bách Văn Sơn ngươi cùng với ta có khi lại có cơ hội đấy. Tuy nhiên nghe nói Chu huynh 5 lần 7 lượt thua ở trong tay Diệp Thiếu Bảo, so sánh với Chu huynh ta lại càng muốn giao thủ với Diệp Thiếu Bảo hơn. Khiến ta cảm thấy tiếc nuối chính là kiểu dương liệt hỏa thần công của ta đại thành, mà Diệp Thiếu Bảo lại trở thành một phế nhân rồi. Không thể thấy được phong thái của Diệp Thiếu Bảo ở trong lễ săn thú này, thật sự rất đáng tiếc mà. Chu Thế Văn hừ lạnh một tiếng, khinh miệt vạn phần mà nói: công tử bột, Diệp Thiếu Bảo trước khi bị phế đi, người có dám nói những lời này hay không? Lão tử đích xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng lão tử dám nhảy ra trước mặt hắn khiêu chiến kìa. Mà ngươi, chỉ khi hắn bị phế đi rồi mới dám nói mát tiểu nhân vô sỉ mà. Phương Thần trong lòng giận dữ, cũng bất động thanh sắc, hơi hơi lay động quạt xếp ở trong tay: hai vị thế huynh chỉ sợ đã quên, Diệp gia ta ngoại trừ Diệp Thiếu Bảo còn có Diệp Phủ Tam Kiệt kìa. Hai con tuấn mã theo nhau mà tới, Diệp Bân, Diệp Phong ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, đuổi tới trước mặt hai người, ghìm cương ngựa lại. Diệp Phong cười ngạo nghễ nói: hai vị, Diệp Húc đã biến thành một phế vật, trở thành mã nô dọn chuồng ngựa rồi, nhưng Diệp gia ta nhân tài lớp lớp, người xuất sắc hơn hắn có không biết bao nhiêu. Lần lễ săn thú này, hai huynh đệ chúng ta liền làm đối thủ của hai thế huynh đi. Chỉ bằng hai người các ngươi thôi sao? Chu Thế Văn bĩu môi, đầu nghiêng sang một bên nói: các ngươi còn không xứng, gọi đại ca Diệp Tần của các ngươi ra thì còn tạm được kìa.
Phương Thần ánh mắt nhìn Diệp Bân, Diệp Phong đảo qua một cái, trên mặt cười như gió xuân, vút cằm rồi cười nói: "Hai vị thế huynh, chủ huynh nói đúng đấy, các người đích xác không xứng." Diệp Bân, Diệp Phong hai người sắc mặt xanh mét, ngồi trên lưng ngựa không biết nói gì cho tốt. Chu Thế Văn ánh mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy cuối phố có một ngựa chậm rãi đi tới, một thiếu niên thân áo lam ngồi trên ngựa chậm chậm tiến về phía trước. Vật cưỡi của Chu Thế Văn chính là lương mã Hỏa Thán Câu thượng đẳng Tây Vực, quanh thân của nó đỏ rực như lửa. Tuấn mã dưới chân Phương Thần cũng là loại tốt, tên là Chiếu Dạ Ngọc Kỳ Lân, cực kỳ quý báu. Mà Diệp Bân, Diệp Phong cưỡi hai con ngựa cũng là nhất đẳng lương mã, không có một con nào là tạp mau cả. Duy chỉ có con ngựa dưới chân thiếu niên áo lam này, màu sắc pha tạp, lại vừa gầy, bệnh tật, dường như một trận gió thổi cũng có thể làm cho cả người, cả ngựa bay lên trời vậy. "Diệp thiếu báo." Chu Thế Văn ánh mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn thẳng vào thiếu niên áo lam. Phương Thần đồng tử cũng co rút lại, liếm liếm môi khô ráo của mình, móng tay bấm lên trắng bệch như lâm phải đại địch, thở dài gằn ra từng chữ: "Diệp Húc." Diệp Húc chậm rãi đi tới trước mặt hai người, miệng lộ ra nụ cười, chắp tay lên tiếng: "Hai vị thế huynh." Chu Thế Văn đột nhiên cười ha hả: "Thiếu báo, quả nhiên ngươi cũng tới đây. Ta vốn còn tưởng rằng ngươi sau khi biến thành phế nhân còn muốn biến thành phế vật nhát gan chứ." "Chỉ cần tên Diệp Húc của ta còn trên gia phả của Diệp gia này, lễ săn thú này ta nhất định sẽ tham gia." Diệp Húc thản nhiên nói. Phương Thần phe phẩy cái quạt rồi cười khẩy: "Ồ, ngựa của Diệp Thế Huynh thật ra rất khác biệt, có thể xưng là tuyệt phẩm." "Phương huynh đệ chê cười rồi." Diệp Húc nhún vai, hơi có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn ở mã trường Diệp gia, nhưng tuấn mã trong mã trường đều bị đệ tử tông thất Diệp gia khác chọn đi, chỉ trở lại con ngựa này. Hắn nguyên không tính toán là cái ngựa, tuy nhiên mã Tam Bảo lại nói cho hắn, con ngựa này nhìn như kém cỏi, kỳ thực cũng là loại dị chủng hiếm thấy. Hơn nữa còn có cái tên cực kỳ vang dội là can sải dao. Can sải có nghĩa là củi đốt. Ba người chạy song song với nhau hướng ra ngoài thành. Con ngựa can sải dao này tuy rằng vừa gầy lại vừa hung ác vô cùng. Nó nhai răng, nhếch miệng với tuấn mã của Chu Thế Văn cùng Phương Thần. Những tiếng phì phò thở ra trong mũi làm cho con ngựa chỉ còn lại da bọc xương này có vẻ hung ác dữ tợn đến gấp đôi. Nhưng khác với ngựa chính là cái miệng dài của nó chứa đầy răng nhọn sắc bén, không giống như ngựa, ngược lại giống như một con sói đói. Chu Thế Văn không kìm được nổi mà bật cười: "Thiếu bảo, tính tình con ngựa của ngươi quả không nhỏ, quả nhiên có thể là tuyệt phẩm." Diệp Húc cười đáp lời: "Con ngựa này của ta chỉ ăn thịt không ăn cỏ, mỗi ngày ăn 50 cân thượng đẳng thịt bò. Thứ đẳng thịt bò ngay cả nhìn nó cũng không thèm đâu, đích xác là có hung hăng một chút." Chu Thế Văn líu lưỡi: "Chà chà, hỗn đàn này ăn nhiều cả hơn cả ta sao?" Diệp Bân và Diệp Phong hai người bị bỏ quên một chỗ, tức giận tới cả người phát run. Rõ ràng Diệp Húc đã biến thành phế vật, thế nhưng Chu Thế Văn và Phương Thần vẫn cực kỳ coi trọng hắn. Còn hai người bọn họ, cái gọi là Diệp Phủ Tam Kiệt, không ngờ chỉ liếc mắt nhìn cũng không thèm. Đây là loại sỉ nhục thế nào đây? Diệp Bân, Diệp Phong hai người lướt nhìn nhau, tâm ý tương thông, lập tức phóng ngựa chạy như điên về phía trước, thẳng tới Diệp Húc mà đi. Đợi khi tới bên Diệp Húc, hai người nhất tề chuyển đầu ngựa đánh thẳng tới Diệp Húc. Diệp Phong trong lòng hung tợn mà nói: "Đánh chết ngựa của ngươi tại đương trường cho ngươi xấu mặt, xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào đây." Hai con tuấn mã còn chưa tới gần, xài căn dao đột nhiên dựng hết cả lông lên, nghiêng đầu ngựa hí lên một cái giận dữ. Hai móng sau của nó tung bay đá thẳng vào bụng của hai con tuấn mã. Hai con tuấn mã của Diệp Bân, Diệp Phong bị đánh bay lên trời, ầm ầm đụng vào nhà cửa hai bên đường, va đập mạnh tới cửa nhà nứt ra. Ngay cả hai người trên lưng ngựa cũng bị rơi xuống mặt mày xám như cho. Phương Thần cùng Chu Thế Văn không khỏi lộ ra kinh hãi, ngơ ngác nhìn con ngựa gầy yếu như sắp chết tới nơi này mà kinh ngạc vạn phần. Ngay cả Hỏa Thán Câu cùng Chiếu Dạ Ngọc Kỳ Lân của bọn họ cũng yên lặng lùi sau một bước, không dám chạy song song với thất ngựa gầy còm này. Chu Thế Văn cười ha ha nói: "Thiếu báo, ngựa này của ngươi rất dũng cảm." Diệp Húc cũng kinh ngạc không ngừng. Mã Tam Bảo nói con ngựa xài căn dao này là do dao long cùng ngựa cái sinh ra, hắn tưởng rằng đó chỉ là đùa cho vui, hiện giờ xem ra có vẻ phần khả năng. Phương Thần cười lạnh: "Khí lực lớn có ích gì chứ, lương mã hay không chính là xem sức của bốn vó kìa. Hai vị thế huynh có dám so cước lực của tọa kỵ không, xem ai tới được bên ngoài thiên đàn tế tổ chức nào." "So thì so, sợ người cái gì." Khạ! Chu Thế Văn hai chân kẹp chặt bụng ngựa giống như tên rời khỏi cung, phóng đi như bay ra ngoài thành. Phương Thần thầm mắng một câu tiện nhân, cũng vội vàng phóng ngựa mà đuổi theo.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.